kính chào quý anh em. Hôm nay Trần Bảo Lĩnh sẽ thanh lý, đang để lại giá rất là mềm về những chiếc xe tải nhỏ cho chúng ta. Thì đây là chiếc xe Đông Ben, và sẽ có giá cả cụ thể cho anh em. Xe mình là đời 2019 nha các bạn. Thì hiện tại là năm 2020 thì xe mình đời 2019 chỉ mất một đời thôi, nhưng mà giá đi thanh lý rất là mềm, cực kỳ mềm và rẻ luôn cho tất cả chúng ta. Nhất đây là con xe Đông Ben có tải trọng là 790 kg, màu trắng, thùng composite cho chúng ta. Thì thùng hàng nó dài được 2m45, ngang là được 1m41 và cao 1m47 cho chúng ta. Đông Ben 790 kg, hiện tại mình thanh lý với giá của nó là 165 triệu. 165 triệu là chiếc xe Đông Ben 790 kg, thùng composite, và một bên của nó là một chiếc xe Đông Ben thùng mui bạc, màu bạc. Xe này thanh lý có giá là bao nhiêu? 155 triệu cho chúng ta. Đông Ben đời 2019, mình để giá rẻ cho anh em. Hiện tại xe đang trưng bày tại ô tô Phú Cường, D7-14 quốc lộ 1A, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh. Đây là địa chỉ công ty. Anh em cứ gọi điện thoại trên số điện thoại màn hình này, sẽ gặp lĩnh sẽ báo cho anh em một cái giá rất là tốt luôn. Như giá nãy giờ anh em mình báo so với xe 2020 là nó rất là mềm luôn, tiết kiệm được một phần tiền, là xe cũng trang bị hệ thống tất cả đều giống nhau cả, 2019 và 2020 đều giống nhau, và nhưng anh em đã có được một cái giá rất là mềm. Xe Đông Ben của mình lĩnh sẽ giới thiệu sơ về nó, là động cơ của nó là 1 chấm, thì nó chạy bằng xăng và mức tiêu hao của nó là 100 cây, rô khoảng 6.5 lít xăng. Cabin thiết kế đẹp, mà này mình vào thẳng trong và nội thất luôn. Xe này mình là trang bị kính chỉnh điện đàng hoàng nha anh em. Xe bây giờ là tất cả các xe này trang bị kính chỉnh điện cả. Đây coi xe mình, xe nhỏ có 2 chỗ ngồi. Về cần số thì 5 số tiếng và 1 số lùi. Xe mình có FM radio, cổng USB đầy đủ nè. Vô lăng thì ba cháu vô lăng này có trợ lực lái nha, trợ lực điện, anh em rất là yên tâm, lái xe rất là nhẹ nhàng luôn. Đây là màn hình điều khiển của xe. Đó, 2 chiếc xe trắng bạc. Ngoài ra thì bên mình vẫn có một chiếc xe thùng kính màu xanh, hiện tại đang đậu bên kia. Đông Ben vẫn được hỗ trợ ngân hàng cho đóng góp cho anh em, với tỷ lệ cho vay cũng rất là cao. Hiện tại thì những chiếc xe này ngân hàng hỗ trợ tầm khoảng 130 triệu trên một xe, thì mình để